chào mọi người lại là khoa đây trong cái tutorial này em sẽ hướng dẫn mọi người đi dựng các tem này nhé gồm có năm phần thứ nhất là mình sẽ đi xếp những cái tấm ảnh reference cho nó nè thứ hai là mình sẽ đi model và thứ ba là mình sẽ đi unwrap thứ tư là mình đi làm ánh sáng và thứ năm là mình sẽ đi làm vật liệu cho nó để cuối cùng cái sản phẩm của mình ra được là cái em như thế này nhé trong tutorial này mình có sử dụng phần mềm Pademax 2021 Vray 5 Plugin Copy Paste Plugin Unwrap Pro Plugin UV Tool trong trường hợp bạn chưa có phần mềm hay là plugin thì các bạn có thể vào ngay tại cái trang web và kéo xuống dưới đây nhé các bạn bấm vào cài đặt phần mềm và plugin nó sẽ nhảy ra một cái trang may map như thế này ví dụ như bạn cần plugin unwrap pro các bạn chỉ việc bấm vào dấu mũi tên ở góc bên trên như thế này nó sẽ dẫn đến phần unwrap tiếp tục các bạn bấm vào mũi tên ở link download thì nó sẽ nhảy tới trang onedrive và download plugin xuống cho bạn nhé tiếp theo thì chúng ta hãy đi cài đặt cho nó ở đây bạn có thể quan sát tấm hình này nếu không nữa bạn có thể bấm vào đây để dẫn đến link video hướng dẫn cài đặt cho cái phần các này này nhé để nhận được hình ảnh tham khảo Reference hay là Texture hay là file Lighting Studio mà mình có sử dụng trong cái tutorial này thì các bạn hãy bấm vào đây để download file thực hành xuống Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tutorial nha Ở cái phần 1 là Reference, đó chính là mình đi sắp xếp là những cái tấm ảnh vô trong cái file 3 mắt của mình để mà mình có được cái hình ảnh tham khảo mà mình đi dựng theo ha Ở cái bước này đương nhiên là mình sẽ đưa cái tấm hình tham khảo vào cái file 3 mắt của mình để mình dựng rồi nhé. À, thế thì ở đây nè khi mà các bạn download cái file thực hành về á nó có cái thư mục reference nè ha mình vô đây À, trong đây em đã để những cái tấm hình liên quan Để mà mình đi dựng được cái pen này rồi à, Đấy Ví dụ như cái tấm này Thì mình cần lưu ý cái gì Mình lưu ý tới cái kích thước của nó nè ha à, Bây giờ thì mình hãy đi vẽ một cái khó bóc Nó có cái kích thước như thế này à, Đó Ví dụ như là cao 401 nè Cái bề ngang của nó là 1m37 ha à, Cái chiều sâu của nó là 4, 460 Đó à, Cần trô trục phải nè Đó Xong rồi cái mình đi vẽ một cái khó bóc ha Đó À, đối với là cái chiều cao á thì nó là 410 nè đối với là cái chiều này nè nó là 1370 nè rồi ha cái chiều sâu của nó là 460 nè đó. À, ở đây thì mình nhớ là qua cái té cái, cái, cái tab thứ tư nè cái tab kế cuối với mình kiểm vô display box nè ha để cho nó hiển thị ra thành cái này thôi Ờ à, lúc này mình hãy đưa cái tấm hình vào ha bằng cách là mình vẽ một cái tấm plan nè đó mình vẽ đại đi thường là cái tấm plan này nhé em sẽ để cái xác minh của nó là 11 một một. chụp phải cho đây chụp phải vô đây rồi ok chưa à, đó xong rồi lúc này nè ha mình hãy kiếm cái tấm hình mà mặt này đang là mặt lên nè đó mình quăng cái mặt lên vô đây ha rồi ở đây á bình thường có phải là em hướng dẫn á là mình sẽ đi điều chỉnh kích thước là cái tấm lên này cho cái tấm hình nó đúng tỷ lệ không đó Tuy nhiên trong cái trường hợp này em sẽ bỏ qua bước đó luôn ha à, Thật ra là tại vì sao mình chắc chắn là mình đã có được cái khung này rồi đây nè mình chắc chắn là mình đã có được cái khung kích thước này rồi thì thế nào ha cái tấm hình này á mình cũng sẽ phải canh cho nó lọt 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 khung vô đó thí dụ như bây giờ thì mình có thể scale nè đó mình sẽ tin vô uh, cái gì á mà nó gần với lại cái máy ảnh mình nhất thì 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 nó sẽ là chính xác nhất ha thí dụ như cái này nè mọi người thấy không có nó có chân trước nó có chân sau uh, đương nhiên là do ảnh hưởng bởi phó cảnh cho nên cái chân sau mình thấy nó cao lên đó nhưng mà mình đừng có tin mình hãy tin vào cái chân trước nhé rồi ok chưa Đó thí dụ thấy khó quá ờ, hình Convert cái tấm này sang cái table poly này Cầm cạnh này, mình mua nó luôn đó. Thay vì mình đi scale cái tấm hình Thì mình đi uh, mua nó luôn cũng được ha đó Thì thì cái này nó là cái chiều ngang Bây giờ cũng tương tự như vậy Mình qua cái chiều dọc nè Mình có thể copy cái tấm này ra Xong rồi cái mình xoay nó lại 90 độ nè đó Mở cái thư mục này lên Mình lấy thêm cái mặt led nữa nhé kích thước ngang dọc không cần biết, mình chỉ quan tâm tới cái này thôi. miễn sao mà mình ráp nó vô khung nó đúng được như thế thế này là ok. này. rồi ha. bây giờ em sẽ lấy thêm một cái tấm hình tham khảo nữa, một hai tấm gì đó. cái này thì tùy mình ha. À, tấm này đi chẳng hạn. đó. để mình thấy được một số cái chi tiết. đây cái này nó bị bẹt ngang quá. Thôi cái này em sẽ đi kiểm tra lại cái kích thước của nó nhé. À, mà kiểm tra kích thước thì cái này hình vật nó sang edit table bully rồi Cho nên là không có kiểm tra được Đó, Cho nên là mình dễ đã dễ dễ lại một cái tấm plan ha nó Quăng ở vô đây nè Kiểm tra kích thước bằng cách nào Ở đây mình có thể chuột phải vô cái tấm hình nè Chọn vô property nè Xong rồi cái đi uh, theo nè Đây à, Ở đây ha Cái tấm hình này nó hình vuông một 1.400 uh, 1, x 1, thì vô cái tấm plan nè. ok chưa? Đó thì nó đúng là cái kích thước ha. Rồi, cái tấm hình này nó hình vuông thì nó đơn giản rồi, Quăng vô. Đó, để mình quan sát được một số cái chi tiết của nó. À, rồi, như vậy nhá. Như vậy là mình đã xong cái bước uh, reference rồi. À, qua tới cái phần sau thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi dựng cái pen này nha. Đó là cái đó thì ở đây mình sẽ đi dựng cái, uh, cái khung gỗ cho nó nè. Còn cái tấm panel á thì mình thấy là cái cho website tutorial trên net để mình có thể ra nó từ cái tấm panel cái lưới bắt cáo cho nó nha. Ok bây giờ thì mình sẽ uh, bắt đầu đi dựng cho nó nha. Uh, đó, trước tiên thì mình cứ để uh, cái uh, mặt led nè. Xong rồi cái mình đi vẽ một cái tấm plan ha. Nó bắt điểm cho nó lẹ. Nhấn Alt x để nhìn xuyên qua cho nó nè. Hình vệt nó sang uh, edit the boolean ha. Đó cái này thì mình có thể là đây mình đang nhắm vào đây ha nhắm vào cái đường này lúc này nè mình hãy chọn hai 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 cái đường ngang nhé mình đi connect cho nó nè thí dụ như mình connect cho nó làm hai đường rồi ok chưa đó xong rồi cái mình chọn cho nó ở đây nè mình mua nó xuống đây nè thấy không thì nó ra được cái vạt ở đây rồi à, xong rồi ha cái chân này nè mình có thể là giữ ship nè mình kéo nó xuống kéo nó xuống đây nè ha xong rồi cái mình đi nhấn số 1 mình chọn điểm mình mua cái điểm này qua đây nó mình mua cái điểm này qua đây nó mọi người có thấy là nó ra được cái phần này rồi không này thí dụ như cái này mình cảm thấy là nó cần xích lại cho nó giống với cái mẫu thì mình cứ mua nó vô đây ha, nè nhưng mà em nghĩ là uh, nó 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 sẽ chia ra ba phần á uh, thì thì cái tỷ lệ của nó sẽ tốt hơn đây là cái hình ở đây mình để nó bị hụt vô một chút nè rồi kệ nó nhá uh, bây giờ nè cái này thì uh, ở đây ha À, rõ ràng là mình cần một cái điểm nó 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 ở đây để cho nó giới hạn cái đoạn này lại thì mình có thể là chuột phải nhớ nhà đang chọn cạnh thì nó mới xuất hiện cái này nha ở đây mình đang chọn cạnh nè thì mình chuột phải nó mới xuất hiện là cái insert vertex nè ha mình pick cho đang cái thì lập tức là chỗ này nó có một cái điểm rồi xong một cái mình chọn cái cạnh ở đây nè mình giữ 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 ship ha để phát triển cái cạnh này ra đó đương nhiên là nó bốn cái này nó cũng phải bắt điểm ở đây để cho nó thẳng hàng ha lộn à, để, để cho nó đồng phẳng ở trên một cái mặt phẳng đó, thì 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 cái ghế này cái 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 này nó mới không bị trong trên nhé à, tiếp theo nè bây giờ mọi người quan sát nè ha mọi người có thấy cái dân gỗ không đó thí dụ như trên đây là một mảng à, cái thanh chéo này là một mảng và cái thanh chéo bên đây nó là một mảng à, vậy thì có phải là lúc này mình cầm hai cái đường segment này nè thấy không nhìn rõ ràng nha hai cái đường segment này nè mình chụp phải mình slip nó ra luôn rồi ok chưa đó như vậy là mình được một bên rồi nè ha lúc này mình có thể là sell nó lên thí dụ như đối với là cái chân này thì mình có thể sell nó lên tầm khoảng 30 nó còn không các bạn có thể là kê vô cái tấm hình nhắm nhắm nè ha thấy 30 là nó phù hợp với lại cái bề 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 dày của cái thanh này rồi mình qua đây mình có thể là copy nó ra nè đây rồi ok chưa nó là mình được hai uh, hai cái chân hai bên rồi nó cái thanh gỗ này ha thì ở đây mình có thể là dựa vô cái mặt front nè xong rồi cái mình vẽ cái tấm plan thường em làm biến em bắt điểm em 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 bắt điểm luôn cho nó chạm tới cái này luôn này xong rồi mới nhấn Alt ít nè à, hình vật nó sang editable bully ha đó tại nãy mới sử dụng phím tắt đó, cho nên làm lại đấy rồi đây nó như vậy thì mình có được cái chiều này rồi nhưng mà cái cái, cái vấn đề á, là là cái uh, thanh gỗ này nè nó sẽ nằm ở đâu ha mình nhìn bên cái tấm hình này thì các bạn có thể thấy là nó uh, nó nó chỉ có uh, có vẻ như là nó nằm ở bên cái uh, mặt đằng 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 trước hay đằng sau gì đó ha uh, ok nó nằm bên cái thanh mà 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 cái gỗ này nó cái dân gỗ mà nó đi lên tới đây đó vậy là đối với mình là nó đang ở đằng sau ấy rồi rồi nhưng mà uh, cái cái chiều cao của nó đang nằm ở đâu ha uh, cái ảnh này nó hơi tối cho nên các bạn chịu khó nhìn nhé thí uh, dụ như là đây ngay, ngay đây nè ha nó mình có thể giống qua đây đó, vậy thì cái thanh gỗ này nó sẽ bắt đầu đâu đó ở đây, đó mình dựa vô dự những cái tấm hình này để mà mình đi so sánh, đây Với lại mình thấy gì nữa? Mình thấy có vẻ như là cái biên của nó nó, nó cái cái cái, cái độ xiên này à. nó song song với lại cái cái mép bên ngoài ha, nó 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 xích vô một chút xíu. Rồi, này, này nó nằm bên đây nè ha, có phải là nó nằm bên cái thanh gỗ này nó bên đây không? Rồi, à, đây nè cái 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 chỗ này cái ngã mà giao giữa hai cái thanh chéo này nè à, rồi mình cho nó tầm đâu đó đây ha này cho nó gần gần với lại cái cái này rồi với lại lại cho cái độ xiên này nó song song với lại cái mép ở bên phía ngoài này nó cái này mình nhắm bằng mắt thôi ha xong rồi đương nhiên là nó sẽ có cái độ dày ha À, để, để cho cái trục của nó về chính giữa thì các bạn có thể là uh, chọn qua cái tab thứ ba là affect pivot only center cho object nè ha à, còn không thì bạn nào cài phím tắt giống như em thì coi trong cái may map nó có cái phần mà có phím tắt á cài giống như em nhấn f 11 là nó đã vô rồi à, xong rồi cái này mình cũng có thể là mình sell nó lên nè đó, lúc này mình không sell nó ra ngoài nhưng mà nhờ sell nó vậy phát hiện là nó không có cân nè ha đó hiển thị kết quả cuối cùng nè mua cái điểm này nè đó rồi cái này là đảm bảo nó song song luôn ha rồi Ờ, nhưng mà cái này thì không phải là sao nó ra ngoài thì mình có thể là uh, cái chỉnh cái thông số đây nè ha để mình xem nó vô trong Đó, rồi mua nó ra ngoài đi một chút rồi ok ha như vậy là mình có được cái thanh bắt ngang rồi bây giờ tiếp theo nè là lên tới cái bề mặt của nó thì ở đây mọi người cũng có thể thấy nè ha nó có ba cái u vuông nó chia làm ba phần ok chưa đấy thì như vậy mình có thể là đầu tiên là mình lên mặt top nè ha xong rồi cái mình vẽ một cái tấm plan đi chẳng hạn đó thì từ đầu á mình đã nhắm cái bề dày của cái thanh gỗ này nó là 30 rồi cho nên nó là à, dễ nhất ha là mình đi sử dụng inset để cho nó có à, để để cho cái độ dày này nó lên thành 30 luôn ha đó à, cái này mình hình vật nó sang editable poly nè nhấn à, xong rồi ha mình à, nó chia làm 3 phần nè thấy không thì mình có thể là chọn hai cái cành dọc này mình connect connect hai đường đó thì nó sẽ chia làm ba phần bằng nhau ha. À, xong rồi sao nữa? Ở đây nè. À, bây giờ mỗi thanh này cho nó rộng luôn là 30. Vậy thì mình sẽ đi chamfer ha. Đó, sẵn hai đường này rồi mình đi chamfer. Ở đây mình sẽ chamfer dạng tam giác để một đường thành hai đường và chamfer thì chamfer 15 ha. À, tại vì sao? chăm uh, chamfer thì nó sẽ tính từ giữa, nó ra tới mép này là 15, đó từ giữa nó ra tới mép này là 15. Hai cái cộng lại là nó cái cái chiều dày nữa đang là 30 rồi. Rồi, xong rồi ha. Uh, tiếp theo nè bây giờ thì mình hãy uh, đi uh, lót cái thanh này chẳng hạn lót cái thanh này chẳng hạn đó giờ mình cũng thử đi chăm phơ luôn đó uh, thấy không từ mép vô đây nè nó là 15 nè ha đó uh, thì cái này mình sẽ tăng nó là 30 ok chưa dễ mà ha rồi những cái mặt nào không cần thì mình cứ việc đi delete nó đi delete nó đi delete nó đi nè rồi uh, cái thăm này nè mọi người có thấy mấy cái đường segment ở đây không này trên cái thanh dọc đó nha nó có hai cái đường xác minh này không cần thiết nè bốn đường chứ đếm tầm 7 tầm ba này thấy không bốn đường nè ha mình đi cần back bắt bay mình remove nó đi rồi những cái đường còn lại mình nhấn số 2 nè à, quan trọng nha nhấn số 2 nè cần a nè chọn hết tất cả những cái đường này mình đi slip nó ra nhớ là phải đi slip á cái bước slip rất quan trọng nhé à, xong rồi xong nữa cái này nè nó có cái độ dày phải không thì cái này mình cho nó tầm 60 chẳng hạn đó Ờ, nhưng mà ở đây mình thấy là nó bằng cái mép này luôn à ha? Thí dụ như mình thấy uh, 60 mà chưa có ổn á Hãy hình vệt nó sang edit table bully này Nhấn số 1 trọng điểm nè môn nó xuống luôn Đó Thì đảm bảo là cái mép này nó sẽ bằng luôn ha Rồi uh, Đó Bây giờ là mình đã tương đối mình xong cái khung rồi ha đó. Lúc này nè Mình có thể là mình đi attack lại Rồi À, bây giờ thì mình hãy đi xử lý cái uh, phần mây che này cho nó nhé thì ở đây mọi người có thể thấy nè là nó sẽ gồm có hai cái ha một cái là cái viền ở đây với lại là một cái là cái tấm mây che này Thế thì cái viền á mình có thể là uh, lên mặt top nè ha mình vẽ một cái rét tăng rồi ok chưa đó à, em sẽ đi copy nó ra một cái để sẵn ở đây cái viền thì mình có thể là mình đi vô rendering nè ha kiểm hai cái này lên đó cho cái kích thước nó lên thí dụ cho nó là em cho nó là 7 đi. 8 mập quá. Rồi, tạm thời để nó đây ha. Rồi, ok chưa? Đó. thấy à, thế thì bây giờ đó mình kiếm ở đâu ra cái uh, ra cái panel này. Lúc này mọi người hãy lên cái uh, trang web 3D tutorial nè ha. Đó, kéo xuống dưới đây. Em có để cái uh, thư mục này. Đó, mình bấm nó vào đây nè ha. Thì nó ra những cái uh, module À, mà em đã đang sẵn rồi. Ở đây thì mình sẽ nó nó là dạng mắt cáo ha. Thì nó là cái không ba này nè, mình chỉ việc bấm vô đây xong rồi cái mình nhấn vô download nè ha. Nó sẽ download xuống cho mình. Nó sẽ nghĩ qua cái trang OneRay và download xuống cho mình nhé. Sau khi mà mọi người đã download xong và giải nén ha thì mình sẽ có được một cái thư mục nó trông giống như thế này. À, ở đây em chú hồi em xài Vray á cho nên là em sẽ lấy cái cái cái, cái bản Vray này nè ha. Quăng ở vô đây, mẹt file khi mà quăng vô thì mình được có hai cái một cái là module và một cái là cái tấm plan này trong trường hợp mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về cái cách sử dụng á thì các bạn có thể là cũng ở cái trang web 3 d net nè ha trong đây thì em có một cái tutorial là hướng dẫn sử dụng cái module mây này đó nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể vào đây xem nhé mình quay trở lại cái bài của mình ở đây thì em sẽ đi sử dụng luôn cái tấm panel ha mình sẽ bỏ qua cái 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 này rồi bây giờ nè mình có thể là xoay cho nó 90. Đó, bạn nào kỹ ha thì hãy ngồi đếm đếm ở đây nó có bao nhiêu cái module nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rồi ha. Đến tới ở giữa 15 thì tương đối là nó sẽ có ba chục cái module ha. Lúc này mình sẽ thử đếm trên đây xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 đó, nó hơi thiếu một chút. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 thiếu 4 cái module. Thí dụ mà thiếu thì mình cứ dịch đi copy nó ra nè ha. Đó, nó thiếu còn không thiếu bao nhiêu ấy. Attack nè. Rồi, thêm 4 cái module nữa thôi. Rồi ha, đâu đó đây nè. Em sẽ đi nhấn uh, số 4 nè, xóa, xóa để làm dấu ha. Đó làm dấu là mình xài từ đây trở xuống. Rồi, À, nhớ là hồi nãy mình có cái bước copy rồi đó thì mình sẽ phải nhấn số 1 nè nhấn cần chỗ a nè ha mình chuột phải mình đi queo well điểm lại nhé à, ở đây tại vì sao hồi nãy mình đi copy ra cái đường này nè nó chỉ chạy tới đây thôi ha nó ngưng cho nên là mình sẽ phải có cái bước là nhấn số 1 nè chọn cần chỗ a nè queo well điểm nè thì khi kiểm tra lại này nhấn số 5 nhá bít lại cái thanh này nè thấy không nó chạy lên tới hết thì thì như vậy nó mới đúng ha rồi à, bây giờ mình sẽ đi nó à, đó thì cái cái giá tăng hồi nãy á mình đi copy ra nè thấy không lúc này mình có thể là mình đi trước hay là scale gì cũng được ha đó à, cái này mình sẽ làm một cái khuôn để mà mình đi poly, poly cái này rồi scale nó lại nè đây mọi người có thấy nãy em làm dấu cái này không đó bây giờ mình scale nó lại nè cho cái bề ngang nó tương ứng đó đương nhiên là tương đối thôi nó lệch nhau một hai cái module nó cũng không có là cái vấn đề gì đâu ha đó thấy chưa đây từ đây tới đây nó tầm vòng vòng đâu đó ba chục cái module rồi bây giờ mình nhớ nha em sẽ chọn cái tấm rét tăng á à, ừ em sẽ tạo chọn cái tấm mây che chứ không chọn cái khối bóc này đâu ha mình vô đây qua 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 cái geometry nè cái này mình chọn vô compound object nhớ nha hai cái polyan với rồi polyan thì mình sẽ xài là polyan đó ở đây do là em xài mắt 21 rồi cho nên là có cái kiểm em xài luôn ha còn đó, xài vô cái kiểm đó đi chi để cho nó đừng có để để cho nó đừng tạo cái xác uh, segment chéo á đây nè bỏ kiểm nó đi nè ha thì mọi người có thấy là chỗ này nó xuất hiện sách minh chéo không đó mình kiểm vô đây nè đó, thì thì nó sẽ hết ha nhưng mà mắt 18 19 thì nó lại không có cái chức năng này thí à, dụ như ai xài mắt 18 19 thì quay lại cái tutorial mà hồi nãy em mới nói ở, ở ở, ở, trong đây nè đó thì em có hướng dẫn cái cách sửa ha mình có thể xem cái này à, nhưng mà em nghĩ là về sau rồi ai cũng phải up cái bài max mắt lên thôi à, rồi ha để cho gọn trong cái tutorial này em sẽ không nói nhiều quá về cái vấn đề đó rồi, à, mình sẽ bấm vô à, cái này mình chọn vô lại intersection ha, có nghĩa là lấy phần giao. Xong rồi cái mình sẽ chọn vô à, cái à, app này, pick nó vào đây ha. Đó, thấy không? Nhanh không? Convert nó sang uh, editable Poly quên lại sử dụng phím tắt. Này nè ha, convert nó sang uh, editable Poly nè. Lúc này thì mình hãy đi uh, scale cho nó lên nhé. nó uh, scale cái này nó dày quá, mình scale nó thí dụ như là năm thôi. Rồi, ok chưa? năm thì em nghĩ là ổn ấy. Rồi xong rồi cái này nè ha. Bây giờ mình có thể là gán cho nó cái lệnh là edit bully thấy chưa? Ở đây em cố tình em giữ là mấy cái lệnh seal đồ ha. Để lỡ mà mốt mà mình thấy nó dày quá hay nó mỏng quá mình có thể quay lại mình sửa. Cái này bây giờ thì em sẽ đi làm mượt cho nó nhé. Clay nè đó. Cái này em sẽ không đi tru mode mà em sẽ đi đưa nó về cùng một cái smooth gấp còn phân biệt giữa hai cái thì lại một lần nữa quay vô đây xem nhé. Quay 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 đây xem. À, đó nếu như mà ai muốn phân biệt hai cái đó. Rồi, à, đó và bây giờ em sẽ cái đó là cái này thì em sẽ đi sử dụng cái uh, smoothing grip ha. Thì mình chọn mặt này nhấn Ctrl A chọn hết tất cả các mặt. Xong rồi cái mình kiếm cái bảng nhiều số nó bấm vô clear on bấm vô số 1 này một phát là nó đã mượt rồi, thấy không? Cái kết quả của nó đã, đã tương đối ấy, uh, là nó tròn như thế này cho mình rồi. Đó. À, nói nói là đẹp hơn Turbo mút thì không đẹp hơn Turbo mút đâu, nhưng mà có điều thì uh, khi mà cái này nó ở xa đó thì như vậy đã là ổn rồi. Bây giờ ha, cái này thí dụ như em cho nó dày dày lên tí xíu nữa. nè cho nó thêm hai, cho nó dày thêm hai đi chẳng hạn. Rồi, bạn nào mà muốn cái này á nó đang qua nhiều hơn á ha thì mình vẫn có thể scale nhé. Đây em cài phím tắt rồi, nhấn F11 nè. Nó scale scale theo chụp Z thì cái này nó sẽ dày lên. Rồi, ok ha. Nhấn Alt A nè, có nghĩa là align ha. sẽ theo ba chụp z center center, pick vô cái đường line kia nó thì là bây giờ em được cái này rồi Rồi ha Thế thì cái tấm mày che này thật ra là em cũng đã unwrap cho mọi người sẵn rồi á à, Cho nên là mình chỉ việc đi copy ra ha à, Đấy, nhưng mà trước khi copy ra Thì mình cũng nên có cái bước là Mình đi unwrap cái un unwrap cái dòng này Tự nhiên giờ em thấy cái dòng này nó mập quá vậy ta Cho nó là năm thôi à, em Cho nó là năm em nghĩ là nó vừa hơn Uh, đó nó nhưng mà trước khi mà đi copy ra thì em sẽ đi uh, unwrap cho nó ha uh, đấy uh, ok ha uh, thế thì phần tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người đi unwrap xong rồi cái mình sẽ đi copy nó ra đâu ở cái phần Unwrap thì hiện tại ở đây mình có sử dụng cái plugin GB với lại Unwrap Pro Thì hai cái plugin này nó ở đâu và download uh, hay là cài đặt nó như thế nào Thì các bạn có thể xem ở đầu clip Còn không các bạn có thể xem ở dưới cái phần cái clip này nè Mình có để cái ô là uh, cài đặt phần mềm và plugin đó Thì các bạn cứ bấm vào đó và follow theo cái máy để mà mình để cài đặt cho nó nhé Hai cái plugin này nó rất là hữu dụng và mình sử dụng rất là nhiều trong cái quá trình làm việc của mình Vì vậy uh, uh, các bạn cố gắng cài đặt nó để mình sử dụng nhé ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người đi unwrap cho nó nhé. Thì đối với lại cái này Đối với lại cái cộng này à, Đó Em sẽ hướng dẫn mọi người đi Unwrap à, nghiêm chỉnh luôn à, Đó Rồi Thí dụ nhiệm hút cái vật liệu ở đây Cái này là tại vì em chưa có bật Vray Cho nên là nó chưa có hiểu á Rồi ha Đây nè Nó hiểu cái vật liệu mây che ở đây rồi Ok ha Thì Cái này Do là cái đường line á Mà mình chưa có đi unwrap á ha Thì khi mình gắn vật liệu vô Nó chỉ hiện có một màu à, à Thấy chưa bây bây giờ mình đi unwrap cho nó bằng cách nào nè ở đây em sẽ hình vật nó sang Edit table Bully ha à, xong rồi mình có thể là mình load load một cái đường ở đây nè đó xong rồi cái quét chọn bốn góc ha thấy chưa chọn bốn góc này chuột phải nè slip nó ra luôn xong rồi à, mình sẽ bật cái uv Tool này lên ha rồi ai mà chưa có cái lắc gì này thì ở đầu clip em có giới thiệu về cái phần mà phần mềm em có sử dụng trong cái tutorial này xong rồi à, mình vô đâu để mà mình có cái tutorial này và mình xài như thế nào mình cài như thế nào thì xem trong đó nhá à, nói chung cái này nó rất là quan trọng cho nên là thôi mọi người cài đi ha này bấm vào đèn cái nè nè à, nhấn chọn hết tất cả các mặt nè bấm vào unwrap một cái nè ha rồi lúc này mọi người có thấy là cái dân gỗ nó đang chạy theo phương ngang không ở đây có cái xoay nè mình xoay một cái nè nó lập tức nó chạy theo cái phương dọc thì lúc này nè ha mình bật cái bảng editor lên nè xong rồi cái mình nhấn Ctrl A đó nó cắt ra được thành bốn thanh rồi nè đó mình xếp nó lại như thế này nhé này ok chưa dễ không trong trường hợp mà bạn muốn á, cái cái tỷ lệ của nó nó bằng với lại cái thanh này nè thì nó có cái cây uh, bút hút ở đây nè ha mình hút cái tỷ lệ này đó thì cái tỷ lệ của nó nó sẽ bằng nhau luôn xong xuôi hết rồi thì mình có thể hình nó sang cái editable ly đấy như vậy thôi à, bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi uh, unwrap cái uh, khung gỗ này ha uh, nó dễ lắm mọi người uh, để để mà unwrap để mọi người dễ nhìn đó uh em sẽ đi quăng một cái texture gỗ vô cho nó đi nó thí dụ như vậy chưa unwrap nè thì thì nó sẽ trông giống như thế này ha bây giờ coi em đi unwrap nè nó cái khung cổ này attach hết rồi nhá bấm vô cái add ở đây nè dễ không xong rồi cái mình có thể là nhấn uh, uh, nó chọn sẵn số 3 rồi nhấn cần chỗ A thôi Đó thường em sẽ pick vô đây nè Thấy không? Pick vô đây một cái nè Là nó unwrap xong rồi đấy Nhưng mà có điều nè Bây giờ mấy cái dân gỗ này nó đang chạy theo phương ngang hết rồi Mình bấm xoay một cái nè Đó thì lập tức là nó ra được cái phương dọc ha rồi, những những cái này nó đang có những cái vết cắt ở đây là tại vì chưa có sắp xếp lại được ấy. Thì mình mở cái bạn uh, editor này lên nè ha. Nhấn Ctrl A chọn hết tất cả những cái này nè, mình bấm vô đây một cái nè. Đấy, là như vậy thôi. Nó đã sắp xếp lại hết cho mình rồi. Xong rồi nha. Đây hình bạch nó sang uh, edit table bully nè. Đó, thì những cái thanh gỗ này ở đây ha, do là những cái thanh gỗ này nó lắp ghép lại với nhau cho nên nó có một cái khoảng rất là uh, rất là nhỏ thôi, thấy không? À, thì đây nè đó những, những cái phần tiếp giáp giữa hai cái thanh gỗ á có những cái khoảng rất là nhỏ thôi thì cái này á khi mà chăm phơ thì nó sẽ xuất hiện ha đó mình chọn cái đối tượng này nè thấy không Xong mà cái mình đi gán lệnh chăm phơ cho nó ok chưa đó thí dụ như đối với lại mắt 21 thì nó có cái dạng chăm phơ là uniform thì cái này nó cũng rất là khỏe cho mình nhưng mà có điều á à, nếu như mà ai mà quăng cái model này vô cái cái vô vô cái mắt nhỏ hơn á nó sẽ báo lỗi là à, hiện tại mắt đó không có cái chăm phơ uniform đó cho nên là thôi ở thời điểm này em sẽ sử dụng cái watt ha thì khi mà đi xài watt á à, dạng watt này nè thì nó sẽ là vạch thẳng ha để cho cái này mà nó có thể công được Vậy em chăm phơ nó nhiều hơn chút đi thí dụ như là hai đi đó, mọi người thấy nó vạch thẳng băng vào luôn không để cho nó cong thì cái tension này nè em sẽ phải để là 0.5 ha bây giờ em sẽ để clay để mọi người dễ nhìn đó hiện tại nó đang vạch thẳng nè để cho nó cong thì cái tension này để 0.5 mọi người có để ý nè để ý cái bề mặt này nè nha thí dụ như cái này nó là một á thì cái bề mặt này nó phẳng nhưng mà em để 0.5 á cái bề mặt này bắt đầu nó bị phập phồng nó, nó bị cong cong ở đây nè, ha, thì mình kéo xuống dưới gần cuối á, nó sẽ có cái này nè, mình chọn qua là smooth chamfer only, thì chỉ có những khu vực nào mà chamfer á, nó mới, uh, nó, 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 nó mới đi uh, smooth lại thôi, ha, đó, như vậy thôi, là mình được cái này rồi, uh, ok ha, uh, bây giờ nè, hai cái này, em sẽ đi uh, copy nó ra đây, này, nó có một cái sự không đều hơi nhẹ nhẹ kệ Kệ nó, nó là chút hồi sữa đó cho không có kệ luôn nha Nào, có hai bên này nó bằng nhau ha còn cái miếng ở giữa này nè nó nhỏ hơn thì mình xử lý như sau đó nó nhỏ hơn thì cái red tăng này nè mình chỉ đi bóp nhẹ nó lại ở đây thôi à, rồi còn cái này ha cái cái này thì mình có thể là mình đi slide nó cũng được đó hai cái lệnh này nè mình tạm thời mình đi copy nè ha xong rồi cái mình đi delete nó luôn đó à, để cho nó đừng có cái chiều dày cũng không có cái làm mượt đồ á Bây giờ mình có thể chọn cho nó một cái vị trí ở đâu đó ở đây. thí dụ như vị trí này nè ha. Hay không bấm bấm chọn vô cái cạnh segment này thì cái trục này nó đang nằm đây nè. Mình sẽ đi sử dụng cái lệnh slide. Đó, cái lệnh slide này nó đang theo cái phương này. À, đó, mình mình xoay ha. Mình xoay 90 độ nè. Ok chưa? Rồi thử remove top, nó không đúng ý mình thì remove bottom. OK chưa? Hình vật nó sang uh, Editable Poly nè. Chụp phải vô cái lệnh này gắn vô cái lệnh Path ha, thì nó sẽ có seal và đồng thời là nó sẽ đi uh, làm mượt giống như là uh, nó 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 cũng sẽ đi Auto Smooth luôn ha. Rồi. OK chưa? Đấy. Như vậy là mình đã xong được uh, cái uh, xong được cái phần Modeling và unwrap cho cái uh, pen này rồi ha. Ở phần tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi làm ánh sáng và mình đi uh, tạo vật liệu cho nó nhé phần thứ tư thì mình sẽ đi làm ánh sáng cho nó, à, cái ánh sáng của nó thì cái file mà lighting studio đó, thì mình cũng có để ở trong cái phần mà download phải được hành ha. Các bạn hãy download xuống và mình hãy cùng nhau đi tiếp lập ánh sáng cho cái file này nhé. Này, bây giờ thì mình hãy đi rip nó lại nè ha, rip lại nguyên cái file này, xong rồi cái mình đi sử dụng cái plugin copy pay đó, đó mình đi copy nè, nó đang sale cái file này nè ha. thì thế thì khi mà các bạn download cái 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 cái, cái cái file thực hành về á nó sẽ có cái thương mục Lighting Studio nè thì các bạn có uh, uh, được cái file 3D Max này. Lúc này mình hãy mở cái uh, file 3D Max kia uh, cái file 3D Max kia lên ha. Xong rồi cái mình sẽ chọn vô là paste. nè thì nó sẽ copy cái pen đó qua cho mình nhé. Uh, bây giờ thì mình hãy đi uh, tạo ánh sáng cho nó nha. Uh, này. Rồi, để tạo ánh sáng cho nó. Đây cái này nè ha. À, để chắc chắn là cái cái pen này nó nằm trên cái mặt đất này thì thì mình sẽ đi nhấn Alt A nè đó mình pick cho đen cái nè ha chọn chọn chỉ chọn chụp z thôi min của cái pen này thì nó sẽ nằm ngay mắt ở trên cái mặt đất này đó thì mình được như thế này rồi à, đấy bây giờ thì mình hãy đi à, đây mình mở bản vật liệu lên này À, đối đối với lại cái này ha thì thường mình thích cái background nó tối màu đó chỉ có mình đi render sản phẩm cho người ta thì à, mình xài cái background màu trắng thôi chứ bình thường cái model của mình thì mình để cái background nó màu đen đó cái này tại mình thích thôi à, rồi ha bây giờ cái vật liệu này á thì mình cứ hút trước cho nó đi đó để xem là cái này thì mình uh, may che thì mình tạo rồi có sẵn rồi đó các bạn cứ download cái module đó thì cũng có rồi ha rồi bây giờ mình cứ đi hút trước cái này cho nó đi đó, hút để giữ là cái tá trơn nè ha này rồi bây giờ thí dụ như mình đi copy ra một cái vật liệu mình cho nó là cái vật liệu chung ha Đó, cái vật liệu này thì thường là mình sẽ để cái màu xám cơ bản thí à, dụ như thường mình hay để nó màu xám của nó tầm khoảng 80 nữa. rồi chọn nguyên cái này gắn vô cho nó luôn nhé xong rồi cái mình sẽ vô camera nè Đây cái pen này thì nó đang ở xa quá quáù nó lại gần tí xíu rồi khi mà nó gần rồi thì cái camera này nó xa quá Các bạn có thấy là cái đèn hình bắt quái này không? Đó, thường là mình để cái sản phẩm nó nằm ngay chính giữa nè ha à, Đó, thí dụ nhưng mà cái sản phẩm này nó tương đối nó nhỏ thôi Mà cái dàn đèn này nó xa quá Thì các bạn có thể làm sao ha Để các bạn xem nè, mình sẽ chọn hết cái dàn đèn này nè Thấy không? Xong rồi cái mình sẽ để cái dạng local nè Đó, cái mình mua nó vô nè ở đây nhớ nha, có ba dạng chục nè, để dạng chục đầu tiên nhé. Thì thì mình mua nó vô nè, mấy cái đèn này nó sẽ sát lại cho mình rồi ha à, có, có có thể là các bạn thấy cái đèn này nó cao quá nhưng mà đừng mua nó xuống nha cứ để nó trên cao như thế này rồi nó à, bây giờ thí dụ như là cái camera nó xa cái 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 này nó để đúng vị trí rồi mà cái camera xa quá thì mình sẽ đi mua lại cái camera ha đó rồi cái này thì à, thường mình render mình sẽ để nó là hai view một cái view là xéo xéo như thế này và yeah. nó thí dụ như mình muốn cái chân nó nó ra đằng trước nè ha thì mình có thể là đi mirror nó lại mirror theo chụp y nè nè rồi mình có thể là xoay xoay nó nè thường đối với lại những cái sản phẩm này mình sẽ render hai view ha một cái view là cái trực diện nó vô photoshop cái mình để nó ở trên này nè và một cái view nó là 45 độ thường cái view 45 độ mình để nó ở dưới rồi thử ha chuột phải nè bật cái bảng này lên bây giờ mình đi render cho nó nhé À, lúc này thì nó đang như thế này à, mình qua cái kênh light mix nè tắt hết đèn ha bây giờ mình bật cái đơm lên mình thử cho nó là tầm khoảng 0.12 thôi đó thì cái ánh sáng à, cái, cái, à, cái 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 fill light á nó 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 đang là cái đơm á và nó có cái hướng tại vì mình có xài cái HDRI á nó có cái hướng ánh sáng như thế này rồi đó bây giờ cái nguồn ánh sáng chính cái key light thì mình cho nó, nó tầm ở bên phải nó tạt qua như thế này chẳng hạn rồi ok chưa rồi ha mình nghĩ một thì nó cũng vừa rồi bây giờ thích nữa thì mình có thể cho cái backlight đánh ngược lên ha còn không mình thấy mình mình thích cái background cho nó sáng lên thì mình có cái đèn cái đèn dài dài cái đèn background nè thí dụ như là 0.2 nó cho nó hơi hơi sáng ở đây thôi rồi cái nó à, cái key light rồi cái fill light rồi còn cái backlight mình cho nó ở cái đằng sau ha thí à, dụ như là đằng sau như thế này nhẹ nhẹ thôi à, cái sau này mình không thích mình cho cái ở phía bên trái mà ở đằng sau xéo xéo qua cái hướng này ha để nó nhẹ nhẹ thôi. 0.1 0.2 gì thôi ha. Nào, cái này thì mình chưa thấy được cái tác dụng của cái backlight đâu. Đó, nhưng mà khi mà cái vật liệu gỗ của mình lên á, nó có cái cao quang á, chính cái đèn đằng sau này nó sẽ làm sáng những cái lằn này lên nè, thì cái sản phẩm của mình nó sẽ đẹp hơn ha. À, rồi, cái này thì mình cho cái denoiser cho nó cà nó cho cho nó cà đỡ nôi ha. À, cái này thì mặc định đó mình để cái hai layer bên này thấp lắm. Các bạn có thể tăng nó lên ha. Tùy thí dụ như là cái sofa của mình có cái gối màu trắng thì mình phải cẩn thận cái hai lê bên này còn không nó sẽ bị cháy cái gối ha. Rồi, cái thanh contract này mình cũng để nhẹ nhẹ thôi. Thường là mình cũng tăng nó lên 0.2 ha cho cái bài của nó được đậm đà hơn. Rồi, ok, như vậy ha. Như vậy là em đã hướng dẫn xong về cái phần ánh sáng cho nó rồi. Phần tiếp theo thì mình hãy đi tạo vật liệu cho nó nhé ở phần thứ năm này thì mình hãy cùng nhau đi tạo vật liệu cho nó nhé. ở đây thì mình chỉ cần tạo vật liệu gỗ cho cái ghế thôi. đây về cái vật liệu của nó nè. bây giờ mình nhấn M lên nè ha. À, đó. thật ra là em làm riết á. xong rồi cái riết rồi cái à, em em làm theo kiểu thuộc lòng luôn. Ấy. <laughs> à, cho nên là cũng rất là hạn chế test để cho nó đỡ tốn thời gian. rồi ha. thì hồi nãy mình hút vật liệu quá. mục đích của mình là giữ lại cái map này nè. À, tại vì cái này nó đơn giản, nó ít vật liệu ha. À, vì thế là có cái chuyện là đi gắn cho nó cái vật liệu màu xám chứ thí dụ mà cái nào mà nó nhiều vật liệu quá thì mình nên đi chỉnh override trong cái bảng F10 ha. Đó, tại vì cái này nó chỉ có hai cái thôi, cho nên em là làm lụi đấy. Ờ à, này ha, gắn lại vật liệu cho nó nè. Hậu quả của cái chuyện mà đi làm biến á, đi đi gán có một cái vật liệu duy nhất á thì thì nó sẽ nó hậu quả là giờ mình phải đi gắn lại nè. Tới thí dụ chọn chọn hết nè ha. Gắn cho nó cái mây che nè. Đó, tại tại vì cái khung gỗ này nè thì thì nó chỉ có một cái thôi. Đây, bây giờ mình đi tạo vật liệu uh, cái khung gỗ cho nó ha. Đó, ở đây xài Vray thì mình đi tạo cái vật liệu là Vray nè. Rồi cái này mình sử dụng ờ uh, Diffuse. Rồi ha, chọn cái khung gỗ nè, Gắn vật liệu này cho nó. Thấy không? Uh, rồi thường ha là cái này cái cái vật liệu gỗ em sẽ để cho nó là ba kênh mà map cho nó qua một cái là color correction nhé. Đó, để vì sao mình có điều chỉnh đó nó sẽ dễ hơn cho mình. Rồi, ở đây cho nó luôn ba cái color correction luôn. Đó, tại vì gỗ thì em sẽ làm trên ba kênh ha. Ba kênh đó là kênh kênh băm nè, color correction nè, với lại cái kênh Repetrosinate có nghĩa là mày mờ Đấy, rồi cái này nè Cho nó cái kênh review Thí dụ như cái gỗ này mà mình không có muốn là Em, em đang thấy là cái gỗ này nó hơi đỏ ha à, Thế thì nè, ở trong cái kênh Color Correction này nè Trước khi qua cái kênh review ha Color Correction nè Mình giảm cái saturation xuống Thì thì nó sẽ bớt cái màu đỏ đi rồi ha. Thí dụ trong trường hợp mình muốn cái gỗ này nó tối màu hơn nữa thì mình à, có thể nè, điều chỉnh nè bấm vào bên cái fan này ha cái này thí dụ như mà tăng lên đó, thì nó sẽ sáng đó còn mà để dưới dưới một á thí dụ như là 0.9 thì chẳng hạn thì nó sẽ tối hơn rồi ha đó cái này là mình điều chỉnh về cái độ tối sáng cái độ rực màu của nó à, đừng đừng có lạm dụng cái huê ship ở trên đây ha tại vì à, nó là một cái gì đó thì 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 mình pha màu quá nó đỡ sai hơn chứ còn mà nó là gỗ á mọi người thấy nè em khi mà em cố tình em pha cái màu tím vô á nhìn nó giả không đó cho nên cái này thí dụ mà kéo á, thêm đỏ hay thêm vàng á, à, hay giảm vàng đủ ha. Mình kéo nó một chút xíu thôi. Rồi, nhưng mà em nghĩ cái màu này nó ổn rồi, cho nên làm sao không đụng tới nó nữa nhé à, Bây giờ nè, tới cái kênh gì? À, thí dụ như gỗ này em cho nó có cái độ phản xạ à, trung bình ha. Đó, thí dụ như để đây chẳng hạn, thấy không? À, bây giờ mình sẽ đi mày mờ nó nè. mày mờ nó thì bằng cái kênh là à, Replex -re Proximate không, đừng có lộn với cái repeat dưới này nha. Cái repeat hai cái chữ nó giống giống nhau nó khác như chỉ L với chữ R dưới này nè, đừng có nhầm nhá Rồi, bây giờ mọi người thấy là hồi nãy nó phải xài rất nhiều, bây giờ nó khô veo well không? Là tại vì sao? Cái map này mình nên thứ nhất là nên để cho nó là trắng đen thì mình kiểm vô cái đồ drum. Đó là cái map nó ra trắng đen rồi. Khi mà cái map mình nó đen thui như thế này là nghĩa là nó mày mờ rất là nhiều. Vì thế ha, là mình hãy bấm qua đây. Uh, Fn mình tăng nó lên ha. Thí dụ như là ba chấm đây cái map này nó sẽ sáng hơn, nó mày mở đỡ hơn ha à, đó. thí dụ như muốn mà nó mày mở ít hơn thì mình tăng nó lên nè đó. thí dụ như 5 chấm đó. cái này thì mình cứ uh, uh, tùy vô cái map góc này của mình nữa nè ha đó. khi mà mình bố trí như thế này thì rất là tiện là vì sao của mình đổ qua cái map khác ba kênh này nó tự động là nó thay đổi theo luôn thì nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mình à, rồi cái này đó C cái này thì cho cái uh, kênh tâm mà đó xếp vậy chưa hay nó xếp như thế này nó đỡ rối mắt hơn đó, cái kênh băm thì thường em sẽ để trắng đen luôn ha rồi à, đấy như vậy thôi là mình ra được cái uh, vật liệu gỗ rồi bây giờ thì mình hãy uh, thử đi uh, vô camera nè mình đi render lại cho nó ha đó nhắc luôn một chút xíu là uh, thí dụ như một cái đối tượng mà về sau em làm hoàn tất rồi đó thì thường em sẽ để cái trục của nó nó nằm ngay nằm nằm ngay dưới của cái pen này đó uh, cái cái phím mà đổi trục đó ha là cái phím insert đó cái phím insert là trên cái nút đeo á ha đó nhấn alt a nè tích uh, vào cái chân này nè, thế thì cũng theo trục z nhá, uh, uh, cái bì vọt, cái bì vọt có nghĩa là cái trục này nè, thì nó sẽ nằm ngay minimum nghĩa là ở dưới, ở dưới cùng của cái chân này, đó, như vậy thôi. kỹ hơn nữa nhấn chữ e nè ha, để cho cái xoay này, cái trục xoay này nó trên đây nên giờ nhảy xuống đây, nhấn chữ r nè, có cái trục scale nó cũng nhảy xuống đây luôn ha, rồi xong rồi xong xuôi rồi nhấn insert, rồi, thì cái này á, nó được cái gì? À, để chi chi để về sau mà thí dụ như mà mọi người có scale lên đồ á hay là scale, scale to hay là thu nhỏ đâu á thì 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 nó sẽ tính từ ngay cái trục này nó lên đây nè đó như vậy thì uh, mình mình tránh cái chuyện đó là mình scale lên xong rồi cái mình phải đặt nó lên là cái mặt đất đó thì nó rất là phiền ha rồi đó nói làm mềm vậy thôi bây giờ em sẽ đi render lại cái này nhé. Rồi à, như vậy là em đã hướng dẫn mọi người đi modeling rồi unwrap và làm vật liệu cái cái pen này rồi ha. À, ở đây á à, mình có thể tùy chỉnh một uh, số cái. Thí dụ như hồi nãy em nói á, là cái backlight á ở, ở, ở cái bước trước á, mình chưa thấy được cái tác dụng của nó đâu. Bây giờ mọi người thử xem nhá. À, em em sẽ tắt cái đèn cái key light đi, nghĩa là cái đèn chính đi nè. Còn lại cái backlight nè ha, mình để ý vô cái phần cái 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 này của cái thanh gỗ nè. Ok chưa? Đó, thí dụ như là cái cái đèn mà backlight á khi mà nó không có đó, mọi người sẽ không thấy được cái vệt sáng này, này nè ha. Đó, thì mỗi cái mà nó cứ từng chút từng chút thì nó sẽ làm cho cái bài của mình nó đầy đủ hơn. Đó, ở đây em sử dụng cái đèn bên phải ha, để cái cường độ nó tầm 1.3. Ờ đây, cái còn cái cái uh, thường nó có một cái key, key light thì nó sẽ là uh, nó nó ngược lại với lại cái uh, cái cái nó nó có cái fill line nó ngược lại với cái key line á để để làm cho cái bóng đổ mà đường có gắt quá đó thì em sẽ đi lấy cái đèn ở bên trái tuy nhiên á, là do là mình có cái đơm rồi mà cái 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 đơm này nè thì thì nó đang có cái hướng là từ đây nó tạt qua ha cho nên là em em cho luôn là cái đơm này nó là cái cái fill line á rồi đó, thí dụ thích thì cho nó sáng lên chút để cho cái này nó đừng có thành chắc nặng quá thí à, dụ như là 0.2 À, Nhưng mà nó sáng đều quá thì nó làm cho cái bài của mình nó thiếu chiều sâu ha đó. À, Thôi em cho nó là 0.15 nhé Rồi trên đây mình thấy hơi trống rồi phải không đó thì thường em sẽ để cái hình thêm thêm một cái view nữa là cái view trực diện còn không là cái view nhìn từ trên xuống ha à, ở đây á, thì khi mà em làm xong rồi thì em em đang cảm thấy là cái dân gỗ này nó bị to quá thì mình có thể điều chỉnh lại tới điều chỉnh lại ở đâu nè ha mình vô lại cái bảng vật liệu của mình nè đó mình quay lại cái beep map, thay vì là mình sẽ phải điều chỉnh ở trong cái phần in rap để cho cái dân gỗ nó nhỏ lại thì ở đây mình vẫn có thể điều chỉnh như thế này. Đó, mọi người thấy cái beep map ở đây không? Đó. À, thay vì ha, à, làm theo kiểu bình thường á, à, như mình mà đi copy ba ba cái beep map này ra nè thì thì mình sẽ phải lập đi lặp lại thao tác điều chỉnh cái thay liên ba lần ha. Nhưng mà khi mà làm cái như thế này nè thì mình chỉ có một cái beep map thôi, mình điều chỉnh một cái thôi là xong rồi. À, thí dụ như mình muốn cái dân gỗ nó nhẹ lại nó nhỏ lại nó thí dụ như em em sẽ đẩy cái thay lên nó lên nè là 1.5 nè ha đó con số nó càng cao thì cái dân gỗ nó càng nhỏ lại nhưng mà làm gì thì nó nguy hiểm cái chỗ á mọi người có thấy là cái cái này nè à, cái cái dài quá thì mình không có né được rồi thì mình chỉ có nước là Ờ, uh, thôi nếu mà muốn điều chỉnh nữa thì mình chỉ có nước là mình vô lại cái 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 in wrap ha thì mình mới kéo lại để tránh để tránh cái trường hợp mà nó bị ấy quá đây rồi ở đây thì em em sẽ đi có hai chiều để scale em chỉ scale theo cái chiều này ha cho cái dân gỗ của nó nhẹ lại ờ, à, cho cho cái dân gỗ của nó nó nhỏ lại nó nó hẹp hơn chứ hồi nãy thì cái dân gỗ nó to quá rồi bây giờ thì mình đã xong được một 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 cái view này rồi ha mình làm thêm một cái view nữa Cái này mình có thể xem đèn đớm đầu nó phù hợp hay chưa ha Thí dụ nó không phù hợp thì mình cứ đổi lại Thí dụ như cái đơm này mình cho nó 0.1 nhẹ nhẹ thôi Cái đèn Cái đèn mình cho từ bên trái nó tạt qua đây Cái đèn bên phải này mình cho nó mạnh hơn chẳng hạn Thí dụ như là hai Rồi cái background này lúc này nó bị ảnh hưởng quá Tắt luôn cái background ha rồi, ok, như vậy ha. Như vậy là mình đã hoàn tất được nguyên cái tutorial này rồi. Đó là toàn bộ nội dung của cái video clip ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo để đến phút này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video clip khác nhé. Bye bye, xin chào mọi người nè